Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Báo Trung đưa tin về sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung. Nhiều tờ báo mạng Trung Quốc gọi ca sĩ Phi Nhung là Thiên hậu Việt Nam hay Đặng Lệ Quân Việt Nam. Phi Nhung từng được đông đảo công chúng yêu mến bởi chất giọng ngọt ngào và đặc biệt. Cô ghi dấu ấn đậm nét qua hàng loạt những ca khúc trữ tình như Bông Điên Điển, Chiều Lên Bản Thượng, Con Gái Của Mẹ. Không chỉ là thần tượng của nhiều người hâm mộ trong nước, giọng ca của Phi Nhung còn được khá đông đảo khán giả hải ngoại yêu thích. Thế nên trước sự ra đi đột ngột của cô, công chúng ở nhiều nơi cũng vô cùng xót xa. Vừa qua, báo mạng ở Trung Quốc cũng đưa tin về sự việc đau lòng của nữ ca sĩ. Cụ thể, nhiều tờ báo mạng ở Trung Quốc đã đề cập đến câu chuyện của Phi Nhung. Trên hầu hết nhan đề của các bài viết này, họ gọi nữ ca sĩ với một danh xưng cao quý là Thiên hậu Việt Nam hay Đặng Lệ Quân Việt Nam. Trong đó có trang rich.net viết rằng vào tháng 8 Phi Nhung dự định bay đến Hoa Kỳ, nhưng vài ngày trước khi khởi hành cô phát hiện có triệu chứng cảm nhẹ. Cô được chuẩn đoán và nhập viện điều trị. Vào ngày 27 tháng 8, tình trạng của cô xấu đi và cô được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy ở thành phố Hồ Chí Minh để điều trị. Sau hơn một tháng chống chọi với bạo bệnh, Phi Nhung cuối cùng đã qua đời rất đau đớn. Trước đó Phi Nhung đã tham gia vào đội tình nguyện viên chống dịch và nấu ăn để cảm ơn các nhân viên y tế chống dịch. Bài viết về nữ ca sĩ trên báo Trung Quốc. Từ những thông tin của các trang báo trên có thể thấy được sức ảnh hưởng nhất định của giọng ca Bông Điên Điển với bạn bè quốc tế. Gần 28 năm hoạt động nghệ thuật, Phi Nhung đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả. Giọng hát ngọt lịm cùng phong cách trình diễn của cô được khán giả nhiều nơi yêu mến. Thậm chí một bộ phận khán giả ở xứ Trung còn gọi cô là Đặng Lệ Quân Việt Nam. Bên cạnh lời ca tiếng hát, Phi Nhung còn là một trong những sao Việt hăng hái tham gia các hoạt động tình nguyện. Cô từng khiến nhiều người hâm mộ xích xo khi nhận nuôi và chăm sóc cho 23 đứa trẻ. Đến nay, những việc làm ý nghĩa của nữ ca sĩ vẫn được công chúng nhắc đến một cách trân trọng. Sau thời gian hơn một tháng nhập viện để chống chọi với bệnh tật, Phi Nhung đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 28 tháng 9 tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó vào ngày 24 tháng 9, cô đã trải qua một cuộc phẫu thuật lớn. Sự ra đi của nữ ca sĩ đã khiến đông đảo người hâm mộ tiếc nuối. Nhiều ngày qua, trên các diễn đàn mạng xã hội, cộng đồng mạng không ngừng chia buồn cùng gia đình nữ ca sĩ. Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, con gái ruột của Phi Nhung là Wendy chưa kịp trở về Việt Nam. Cô đã ủy quyền cho nghệ sĩ Việt Hương để lo hậu sự cho mẹ mình tại quê nhà. Vào chiều ngày 30 tháng 9, lễ cầu siêu cho giọng ca Bông Điên Điển được tổ chức tại nhà riêng. Ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, những thành viên trong gia đình cùng tụng kinh, nguyện cầu cho giọng ca Bông Điên Điển về cõi an lành. Hồ Văn Cường và các con nuôi của nữ ca sĩ đội tang, mắt rưng rưng khi nhìn di ảnh của mẹ. Cùng ngày, sư thầy tại chùa Pháp Vân cũng làm lễ cầu siêu cho Phi Nhung và phát tang cho các con của nữ ca sĩ. Nơi đây có 4 người con nuôi của cô đang tu học. Theo chia sẻ từ người thân, gia đình đang chuẩn bị các thủ tục cần thiết theo yêu cầu của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh và chờ thông tin hướng dẫn từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để chăm lo vẹn toàn cho hậu sự của nữ ca sĩ. Thiên Ngân, một trong những con nuôi của Phi Nhung, bày tỏ sự xót xa khi mẹ nuôi qua đời. Cô cho biết nhờ có mẹ nuôi hướng dẫn, giọng hát của cô cải thiện đáng kể. Theo Thiên Ngân, không chỉ truyền lại kinh nghiệm trong nghề, Phi Nhung còn dạy các con nuôi sống nghiêm túc, làm việc chuyên nghiệp. Thiên Ngân tiếc nuối khi chưa kịp khoe thành tích thi đậu đại học với mẹ nuôi. Trước đó, con gái của Phi Nhung là Wendy Phạm cùng người thân cũng làm lễ cầu siêu tưởng nhớ nữ ca sĩ tại chùa ở California, Mỹ. Là một nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật lâu năm, sự ra đi của Phi Nhung để lại nhiều xót xa với các đồng nghiệp. Những giá trị nghệ thuật cô tạo ra sẽ luôn được khán giả nhắc đến. Cùng cập nhật nhiều tin tức mới nhất về sao Việt tại kênh tin mới nhất của mình nhé. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.